Kính thưa cha Phước cùng toàn thể tăng quyến, giờ đây anh em chúng con là anh em khóa chính cùng lớp với thầy cha Phước, cùng với sự hiện diện của quý cha giáo cũng như vài anh em quý cha cùng thân hữu với anh Phước, chúng con tụ họp nơi đây để cùng với gia đình cầu nguyện cho ông cố Giuse. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi phạm còn thiếu sót của ông cố và mau đưa ông cố về hưởng nhan thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Giờ đây trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại nhờ mầu nhiệm này. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ của Chúa là ông cố Giuse đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan, tôi đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi đã thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai phán ra: này là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ, và họ sẽ là dân của Ngài, và Thiên Chúa sẽ ở với họ và là Thiên Chúa của họ. Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sự chết sẽ không còn nữa. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, nguyện danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: tất cả những ai Cha đã ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài. Vì tôi đã từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Ngài đã ban cho tôi không để mất người nào, nhưng tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, vì con lời khen Chúa.
Kính thưa tất cả các cha giáo cũng như là quý cha, quý anh em bạn bè trong lớp, gia đình, tán quyến, cùng tất cả anh chị em rất thân mến. Được tin ông cố Du Xe Vũ Văn Bằng được làm con cái của Chúa 75 năm đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay chúng con họp nhau đến đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố, cũng như là người anh em là cha Phước, người cùng lớp với chúng con đây. Cha Phước thì cứ đêm 3-4 giờ sáng con mở máy lên thì cứ gọi điện tuyên xưng đức tin chưa. Đức Tổng Giám Mục mới về là ông là người tuyên xưng đầu tiên đấy. Tuyên xưng thì lúc nào mà chọn tuyên xưng, đây là mầu nhiệm đức tin mỗi người Kitô hữu của chúng ta đây, ông cố đây. Rồi cũng có thời gian rồi vào bệnh viện thăm ông cố, sức dầu cho ông cố, rồi nói chuyện to nhỏ với ông cố. Rồi ông cố thì bà cố mất lúc cha Phước mới còn 4-5 tuổi gì đó, nghe nói còn bú nhờ bà cố của cha giáo Tân đang ngồi đây nữa. Rồi cuộc sống rất là long đong vất vả, anh em chúng con thì cũng ngoài 50 hết rồi, đi tu trễ, rồi làm việc truyền giáo, rồi coi những miếng đất, rồi cứ than, rồi con cũng lên làm phụ cho, cởi quần dài mặc quần đùi làm, rồi thôi, cái gánh nặng ngày hôm nay đã được mọi sự bình an Chúa trao phó, và cuộc đời của ông cố đây cũng đã trải qua tất cả sóng gió cuộc đời. Vợ mất trước, nuôi 7 con cái, rồi bị bệnh tật 5-6 năm nay, thân xác đau đớn, rồi nhiều khi nằm lâu con cái cũng phát chán. Ở xứ của con đây ngày nào cũng tới, mới đi thăm trên 200 bệnh nhân, thấy khổ lắm, nhiều hoàn cảnh mang tiếng ở thành phố. Rồi tất cả ngày đêm vào bệnh viện thì chúng ta thấy đấy. Rồi hôm nay Chúa gọi ông cố nhân ngày mừng đại lễ Giáng sinh ngày mai đây. Hôm nay là sinh nhật của Gioan Tiền Hô, cũng là ngày sinh nhật của ông cố về trời. Tuy nhiên bản tính con người yếu đuối, tội lỗi bất toàn, qua lời Chúa hôm nay Chúa mời gọi, Chúa không để đánh mất một ai, nhưng tin vào lời của Chúa, ông cố đã tín xác bác những điều đó, mặc dù có thất vọng, có đau đớn thân xác điều nọ điều kia làm cho thân xác hoặc gia đình day dứt. Rồi cuộc sống hôm nay không còn nữa, Chúa gọi ông cố về và xin nhắn gửi những người còn đang ở lại hãy tiếp tục đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau và chuẩn bị mừng ngày lễ Giáng sinh ngày mai. Chúa đến đem tình yêu thương đến và đồng thời cũng tiếp tục xin cầu cho ông cố Du Xe sớm hưởng nhan thánh Chúa và cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta đang ở lại trần gian được một niềm tin vững vàng. Amen. Xin với Ngài, người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài, người thân yêu nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ân quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm thay trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hàng luôn tin chung. Xin Cha đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nâng hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này khẩn khoản van nài, xin lòng nhân từ của Chúa cho tôi tớ của Chúa là ông cố Du Xe, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái,
sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đọc vì các con. Một thế thương ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tới Chúa là ông cố Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho những kẻ đã chết như con Chúa được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Ây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa ơi, xin Ngài
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn đàn trong bí tích thánh thể. Xin đối thương cho người anh em của chúng con là ông cố Giuse, nhờ của ăn này được đạt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Tiên con xin đại diện cho gia đình cảm ơn quý cha giáo, cảm ơn quý cha cùng lớp và quý cha và tất cả mọi người đã đến tại gia đình chúng con để chia sẻ cái nỗi buồn của gia đình chúng con, đặc biệt là trong cái dịp Giáng sinh này. Một lần nữa con xin đại diện cho anh em và tất cả mọi người cảm ơn quý cha và cảm ơn tất cả mọi người. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trời mong lên